OK, xin chào tất cả các anh chị nhà dịch vụ tư Forex. Tôi là Tuệ, chuyên gia Tuệ, nhà chiến lược thị trường của Fullerton Market. Hôm nay chào mừng tất cả các anh chị quay lại với lớp học Weekly Trading Class tuần này. Và tuần này chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề, đó là quản lý vốn. Và đây là cái nguyên tắc vàng cho của tất cả những cái nhà giao dịch thành công. Cách đây khoảng vài tuần thì chúng ta có nói về một trong những cái rủi ro của cái việc giao dịch Forex, đó là gì? Đó là việc các anh chị sử dụng đòn bẩy lớn. Về cơ bản, việc sử dụng đòn bẩy lớn không phải là rủi ro, mà cái mà tạo ra cái sự rủi ro đó là việc chúng ta sử dụng với khối lượng giao dịch lớn, vượt ra ngoài cái khả năng, cái tài khoản của chúng ta, đúng không ạ? Và hôm nay thì chúng ta sẽ học cách làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát được chúng ta tính toán được cái khối lượng giao dịch như thế nào là hợp lý để trong cái giao dịch của chúng ta, đúng không ạ? Nếu mà các anh chị đọc qua một cái cuốn sách có tên là Người đàn ông đánh bại mọi thị trường, thì trong đó có kể về một cái câu chuyện của Edward Top. Edward Top là một nhà quản lý quỹ thành công, một trong những nhà quản lý quỹ thành công nhất trên toàn thế giới, và ông cũng được Warren Buffett gọi là rất là kính trọng, rất là nể trọng trong cái lĩnh vực tài chính. Thì ông ấy sinh ra trong một cái gia đình vào cái khoảng khủng hoảng tài chính lớn nhất thế giới, đó là năm 1929 các anh chị. Và sau đó thì ông ấy từ nhỏ lớn sống với một cái tư duy là gì? Nếu mà trên thế giới tất cả mọi người nói về một cái thứ gì đúng thì ông sẽ chứng minh cái thứ đó là hoàn toàn sai, đúng không ạ? Và trên thế giới ở thời điểm đó và đến thời điểm hiện tại, và người ta cũng hay nói với nhau một cái điều gì, đó là các anh, người ta không thể nào đánh bại được sòng bài các anh chị, không thể nào thắng được trong những cái trò chơi cá cược đỏ đen và sòng bài. Và ông ấy quyết định là ông ấy sẽ tìm cái cách mà để ông ấy có thể, cái phương pháp nào đó để ông ấy có thể thắng được cái sòng bài. Và ông ấy quyết định là bỏ 15 năm các anh chị, 15 năm. Và hiện tại ông ấy là tiến sĩ Edward Top, đúng không ạ? Ông ấy nghiên cứu về một cái luận án là làm thế nào để chúng ta có thể đếm được những cái lá bài trong cái trò chơi bài Blackjack, đó là bài xì lá của chúng ta đấy. Thì làm thế nào để đếm những cái lá bài đó và để giành được chiến thắng trong cái trò chơi đó, đúng không ạ? Và đây là một cái tư duy mà cá nhân tôi học được trong trong cái việc quản lý vốn rất là tuyệt vời của Edward Top, và tôi sẽ chia sẻ với các anh chị. Đây là bài Blackjack, đúng không ạ? Đây là bài Silat của chúng ta. Và nếu mà các anh chị nào chưa biết chơi bài này thì một cái luật chơi cơ bản là gì? 21 nút là con số các anh chị cần đạt đến. Nếu mà các anh chị cao hơn 21 nút thì các anh chị sẽ thua. Nhưng các anh chị nếu dưới 21 nút nhưng mà anh chị vẫn cao hơn nhà cái thì các anh chị vẫn sẽ chiến thắng, đúng không ạ? Và có một câu nói rất là hay, đó là việc nếu mà chúng ta chơi bài nhưng mà chúng ta có gì ạ? Nếu mà chúng ta chơi bài mà chúng ta có chiến lược thì đó là đầu tư. Còn nếu mà chúng ta đầu tư mà chúng ta không có chiến lược thì đó không khác gì bài bạc. Thì trong cái việc chơi bài cũng vậy, đúng không ạ? Vậy thì giữa cái bài Blackjack khi mà chúng ta chơi và cái thị trường tài chính trading của chúng ta, nó có điểm gì giống nhau và nó có điểm gì khác nhau? Về cơ bản, cái thị trường tài chính trading của chúng ta, giao dịch tài chính của chúng ta nó giống như đánh bài các anh chị. Tại vì sao? Tại vì chúng ta chỉ có hai cửa thôi, đúng không ạ? Chỉ có buy hoặc là sell. Chúng ta chỉ có hai cửa, chỉ có buy hoặc là sell, thì cũng giống như chúng ta đánh bài, đúng không ạ? Nhưng mà nó khác biệt là gì? Nếu mà các anh chị chơi bài thì các anh chị được phép, các anh chị phải đặt tiền trước, sau đó các anh chị mới được phép xem bài. Các anh chị lưu ý nhé, các anh chị phải đặt tiền trước, sau đó các anh chị mới được phép xem bài. Còn trong trading hay là trong thị trường tài chính, các anh chị được phép xem bài trước, sau đó các anh chị mới đặt tiền. Vậy thì quay lại với bài Silat, bài Blackjack của chúng ta. Thì giả sử như các anh chị bóc ra được 20 nút, maximum là 21 đúng không ạ? Nếu anh chị bóc ra được 20 nút, sau đó các anh chị mới đặt tiền, thì các anh chị có đặt không ạ? Các anh chị sẽ đặt tiền đúng không ạ? Các anh chị bóc ra 15 nút thì các anh chị có đặt tiền không ạ? Thì các anh chị sẽ không đặt tiền, hoặc là các anh chị sẽ đặt tiền nó nhỏ hơn. Thì trong cái thị trường tài chính Forex nó cũng vậy các anh chị. Các anh chị phân tích thị trường, thì khi mà thị trường nó cho chúng ta một cái mức gọi là cái sự chắc chắn, cái là thị trường nó đi rất là đẹp, thì chúng ta có thể đặt giao dịch của chúng ta với khối lượng cao hơn. Còn khi mà chúng ta thấy là ok, thị trường nó cũng đúng cái những cái gì chúng ta phân tích nhưng mà nó không có được đẹp lắm, thì chúng ta giao dịch với cái khối lượng nhỏ đi, đúng không ạ?
Rồi, đó là một cái tư duy rất là tuyệt vời của Edward Thorp. Thì ông ấy có nói là gì? À, tôi có thể đặt cược nhiều hơn khi tỷ lệ thắng đứng về phía tôi và đặt cược ít hơn trong trường hợp ngược lại. Các sòng bạc sẽ phần nhiều hút bạc ở những khoản cược nhỏ, còn tôi sẽ thắng ở đa số những khoản cược lớn. Và nếu tôi biết được những ván bài tôi có lợi thế thì kết thúc cuộc chơi tôi vẫn luôn là người chiến thắng. Được không ạ? Vậy thì trong trading, các anh chị được phép là xem bài trước, các anh chị được phép là phân tích biểu đồ trước và các anh chị biết được là những cái lệnh nào nó là đẹp, những lệnh nào nó là không đẹp, và các anh chị chỉ cần là có cái sự thay đổi trong cái khối lượng giao dịch của chúng ta. Vậy thì làm thế nào để chúng ta tính được cái khối lượng giao dịch này? Và đó là cái nguyên tắc vàng trong giao dịch Forex, đó là quản quản trị vốn, quản lý vốn, đúng không ạ? Vậy thì làm chúng nào thế nào chúng ta kiểm soát được? Việc chúng ta kiểm soát cái khối lượng giao dịch của chúng ta nó giống như là việc chúng ta đang lái xe và chúng ta kiểm soát cái cần thắng, các anh chị gọi là cái thắng xe, được không ạ? Bạn kiểm soát rủi ro bằng cách là kiểm soát khối lượng giao dịch của chúng ta, khối lượng giao dịch của bạn. Rồi, và đây là cái công thức để các anh chị có thể tính được cái khối lượng giao dịch. Ở đây chúng ta sẽ có khối lượng giao dịch sẽ bằng rủi ro nhân cho số vốn của chúng ta. Đây là phần trăm rủi ro này, nhân cho số vốn của chúng ta, chia cho khoảng cách rủi ro, có nghĩa là từ cái điểm chúng ta vào lệnh đến điểm chúng ta đặt stop loss, và nhân cho giá trị pip, và chúng ta sẽ đi từng cái ha. Khối lượng giao dịch là cái thứ mà chúng ta cần tính, là cái khoản mà các anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ nhập vào một lot, 0.1 lot hay là 0.2 lot đó. Đây là cái gọi là khối lượng giao dịch, sẽ bằng rủi ro. Rủi ro này dự định nó sẽ, các anh chị sẽ nhập vào dưới dạng là số thập phân. Ví dụ như là rủi ro các anh chị dự định là 5%, thì các anh chị sẽ nhập vào cái con số là 0.05, đúng không ạ? 5% thì các anh chị sẽ nhập vào 0.05. Ví dụ các anh chị rủi ro là 2% thì các anh chị sẽ nhập là 0.02, 1% là 0.01, đúng không ạ? Vậy thì cái phần trăm rủi ro này là cái mà chúng ta sẽ biết là chúng ta sẽ cược thấp, cược trung bình hay là cược đậm. Đây, nó là sẽ nằm ở phần trăm rủi ro. Những cái nhà giao dịch thành công, và đặc biệt là những cái nhà quản lý quỹ, họ thường khuyên chúng ta khi mà chúng ta giao dịch thì sẽ cần giao dịch cái mức rủi ro là dưới 5%, đúng không ạ? Giao dịch dưới mức rủi ro dưới 5%. Và tí nữa thì tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị cách mà tôi sẽ phân chia cái lệnh giao dịch của mình. Rồi, cái vốn là cái số dư tài khoản giao dịch của bạn, đúng không ạ? Khoảng cách rủi ro là số pip giữa giá mà bạn vào lệnh đến cái điểm mà bạn dừng lỗ. Ví dụ như chúng ta vào một cái lệnh buy, và cái lệnh đây là mức giá của chúng ta, đúng không ạ? Và khoảng cách xuống này là cái điểm mà chúng ta dừng lỗ. Thì cái số pip từ cái điểm vào lệnh đến điểm chúng ta dừng lỗ, đó là cái khoảng cách rủi ro. Ví dụ như các anh chị có thể nhập vào 100 pip, 50 pip, 40 pip. Đấy, đây là cái khoảng cách rủi ro. Và giá trị pip vào cái lớp học cách đây 1-2 tuần thì tôi có nói về cái phần gọi là giá trị pip. Và các anh chị, nếu mà các anh chị nào về tính về cái giá trị pip này thì các anh chị sẽ thấy là cái mức dao động của giá trị pip nó sẽ trade quanh con số 10. Và có thể là 9.5, 9 hoặc là 11. Đấy, nó sẽ khoảng tầm con số 10. Và tí nữa chúng ta sẽ có cái cách mà chúng ta định vị, chúng ta định hình cái giá trị pip này đơn giản để chúng ta tính cái khối lượng giao dịch cho nó nhanh. Rồi, đây là ví dụ như các anh chị có một cái tài khoản 5.000 đô, đúng không ạ? Ví dụ anh chị có một tài khoản 5.000 đô và các anh chị quyết định giao dịch với mức rủi ro là 3%, tương đương với lại 0.03 pip. Cái số pip các anh chị chấp nhận, các anh chị từ cái điểm vào lệnh tới các anh chị đặt cái stop loss là 50 pip, đúng không ạ? Pip value của các anh chị tính ra cho cái cặp thị trường mà các anh chị đang giao dịch là 10 đô. Thì từ đó cái loss size, cái khối lượng giao dịch của các anh chị sẽ tính ra là 0.3. Và lúc đó các anh chị sẽ nhập vào 0.3 loss. Các anh chị bắt đầu là giao dịch, được không ạ? Rồi, chúng ta lấy thêm một cái ví dụ ha. Ví dụ như cái tài khoản của chúng ta là 20.000. Chúng ta chấp nhận cái rủi ro cho lệnh giao dịch này, đó là 5%.
Từ cái điểm vào là đến cái điểm chúng ta đặt stop loss là khoảng cách là 40 pip và cái pip value của chúng ta tính là 11. Thì chúng ta sẽ giao dịch với cái lot size là 2.272 lot, đúng không ạ? Vậy thì khi các anh chị giao dịch đây, nó sẽ đôi khi các anh chị sẽ tính ra cái con số lẻ này. Và khi các anh chị đến cái con số lẻ này, thường các anh chị sẽ làm tròn xuống, đúng không ạ? Các anh chị sẽ làm tròn xuống. Ví dụ 2.272 thì các anh chị sẽ làm tròn là 2.27. Hoặc là các anh chị 2.276 thì các anh chị sẽ làm tròn là 2.27 luôn. Tại sao? Tại vì chúng ta nên làm tròn xuống để nếu mà chúng ta làm tròn lên á, thì chúng ta đang vượt quá cái phần trăm rủi ro mà chúng ta dự định giao dịch, đúng không ạ? Nên là chúng ta sẽ nên làm tròn xuống. Rồi, ví dụ như một cái tài khoản 5.000 với cái mức rủi ro là 5%. Cái điểm từ điểm vào lệnh tới điểm stop loss của chúng ta là 50 pip và giá trị pip của chúng ta là 10 đô. Vậy thì chúng ta sẽ giao dịch với mức gọi là 0.5 lot, đúng không ạ? Rồi, vậy thì câu hỏi đặt ra là không lẽ mỗi lần chúng ta giao dịch chúng ta phải ngồi chúng ta tính như vậy thì nó sẽ là rất là lâu để chúng ta có thể vào được một cái lệnh giao dịch, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ không có ra cái quyết định kịp thời để chúng ta giao dịch thì các anh chị sẽ cần một cái bảng Excel để các anh chị sẽ có thể tối ưu hơn cái việc khi mà chúng ta giao dịch. Tôi sẽ chia sẻ cái bảng cho các anh chị xem. Rồi, đây là một cái bảng Excel mà cá nhân tôi dùng để giao dịch. Dĩ nhiên là một cái điều nữa là gì? Nếu mà các anh chị giao dịch trên những cái khung thời gian H1, H4, D1 thì các anh chị sẽ có một cái khoảng thời gian, các anh chị chỉ cần tính cái này nó chỉ trong vòng khoảng tầm 30 giây thôi để các anh chị có thể ra quyết định. Còn tuy nhiên nếu mà các anh chị giao dịch trên các khung thời gian nhỏ, đặc biệt là khung thời gian 5 phút hay là đôi khi là 15 phút hay là 1 phút đi, thì các anh chị sẽ không có thời gian mà tính được cái lot size và các anh chị sẽ phải ước chừng cái lot size. Đúng không ạ? Thì cái đó thì tôi không có khuyên các anh chị sử dụng, khuyên các anh chị giao dịch, các anh chị nên giao dịch ở những cái khung thời gian ít nhất là H1, H4 và D1 là cái khung thời gian hợp lý để chúng ta giao dịch. Đúng không ạ? Rồi. Ở đây chúng ta có là account size, đây là cái tài khoản của chúng ta. Đúng không ạ? Ở đây là một cái bảng ghi là cái rủi ro là 2%. Market risk là cái điểm từ điểm vào lệnh tới điểm chúng ta đặt stop loss và trade size là cái khối lượng giao dịch của chúng ta. Các anh chị sẽ thấy là ở đây chúng ta chỉ cần nhập vào hai khoản, một là account size và thứ hai là market risk, là cái số đây là nhập dưới dạng số pip này các anh chị và nó sẽ tính ra cái khối lượng. Tôi lấy ví dụ như và tại sao ở đây là 2% và 5%? 2%, 5% này là một trong những cái nguyên tắc mà tôi sử dụng khi mà tôi học từ Edward Top, từ đặt cược thấp, cược nhỏ, cược trung bình và cược đậm. Thì khi mà tôi giao dịch tôi cũng sẽ phân chia ra với những cái lệnh giao dịch nào mà cá nhân mình là người không phân tích cái lệnh đó, và cái lệnh đó là một cái ai đó cho lệnh cho chúng ta, đúng không? Và chúng ta không có cái sự phân tích đó thì mà chúng ta vẫn muốn vào lệnh đó thì chúng ta nên giao dịch với mức gọi là 1% tài khoản, đúng không? Với những cái lệnh giao dịch chúng ta giao dịch bình thường thì chúng ta nên giao dịch với mức là 2% tài khoản. Và đặc biệt là với những lệnh chúng ta giao dịch chúng ta thấy rất là đẹp để chúng ta vào một cái lệnh nó đúng hết tất cả những cái nguyên tắc của chúng ta thì chúng ta có thể là vào 5% và chúng ta tạo thành một cái bảng là 2% và 5%, và cái lệnh 1% thì chúng ta chỉ cần lấy cái con số trade size này chúng ta chia làm đôi để ra 1%, đúng không? Lấy ví dụ như chúng ta có một cái tài khoản là 5.000 đô thì các anh chị vào 5.000 ở bảng 2% thì nó sẽ tự tính cho chúng ta sử dụng cái thuật toán thì chúng ta sẽ tự tính ra này nó sẽ tự tính ra là 2% của 5.000 đó là 100 đô, còn 5% của 5.000 đó là 250 đô, đúng không ạ? Và từ cái điểm vào lệnh tới cái điểm mà chúng ta đặt stop loss thì các anh chị có thể nhập, ví dụ như từ điểm vào lệnh tới điểm đặt stop loss các anh chị nhập vào là 40 pip, đúng không ạ? Các anh chị nhập vào 40 pip thì nó sẽ báo chúng ta giao dịch với mức là 0.25 loss, hay là ví dụ như ở mức 5% đi mà cái lệnh của chúng ta từ cái điểm vào lệnh tới cái đặt stop loss là 100 pip, nó sẽ báo cho các anh chị cũng là giao dịch với mức là 0.25 lot, ví dụ như là 200 pip đi.
Nên sẽ báo cho anh chị là đúng là 0.13 lot và nó đang làm tròn các anh chị, đang làm tròn cái con số để các anh chị giao dịch, đúng không ạ? Và đó là cái cách mà các anh chị sử dụng để mà quản lý cái tài khoản dịch của chúng ta. Các anh chị cần cái sự quản lý chặt chẽ cho những cái lệnh giao dịch, và chúng ta không cần phải 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 kiếm được cái mức lợi nhuận. Hầu hết các cái người mà họ bước vào thị trường forex, họ thường hay nghĩ là ok, thị trường forex nó sẽ có thể kiếm được gấp rất là nhiều lần trên cái tài khoản, và họ sẽ nhanh chóng là giàu 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 nhanh, thành công nhanh. Thị trường forex làm được điều đó các anh chị. Tuy nhiên thì trên thị trường forex này, cái quan trọng là chúng ta đạt được cái sự bền vững trên thị trường. Và các anh chị cũng chỉ coi thị trường forex nó như là một cái kênh đầu tư thêm thôi. Và đó là lý do tại sao chúng ta chỉ cần ví dụ như lấy ví dụ như chúng ta có một cái tài khoản lớn đi, và chúng ta đánh cái khối lượng quản lý phần trăm rất là chặt chẽ, và chúng ta có thể được thu được một cái lợi nhuận đều đặn trên thị trường. Đó là một cái điều mà tuyệt vời trên thị trường forex, đúng không ạ? Okay, chúng ta quay lại với slide. Rồi, có một cái câu của Moniz Buffrice. Ông ấy là một người học trò của Warren Buffett, và ông ấy rất là thành công, phải là người gốc Ấn các anh chị. Và câu nói của ông ấy là gì? Câu thần chú trong đầu tư luôn là cược ít, cược lớn và cược đậm. Hãy sẵn sàng cược lớn khi lợi thế nghiêng về phía bạn. Đúng không ạ? Và trong đầu tư và trong giao dịch forex điều đó cũng tương tự như vậy. Và đây là tất cả những gì mà các anh chị cần biết về cái phương pháp quản lý vốn. Và hy vọng là cái video cái lớp học này, lớp học tuần này sẽ giúp ích cho các anh chị trong cái quá trình các anh chị giao dịch forex. Và các anh chị hầu hết chúng ta thường sẽ bỏ qua cái yếu tố quản lý vốn này, đúng không ạ? Ba yếu tố quan trọng tôi luôn thường nhắc lại cho các anh chị nhà giao dịch và đầu tư là gì? Trong trading chỉ có 3 yếu tố quan trọng thôi. Đó là về chiến lược, quản lý vốn và tâm lý. Đúng không? Chiến lược, quản lý vốn và tâm lý. Và nếu mà một trong 3 yếu tố này mà các anh chị không có được tốt thì cái tài khoản của các anh chị nó sẽ không có được tăng trưởng tốt. Đúng không? Và hy vọng là cái lớp học tuần này sẽ giúp cho các anh chị. Và tôi là Tuệ, chuyên gia Tuệ nhà chiến lược thị trường của Fullerton Market. Hẹn gặp lại các anh chị trong Weekly Trading Club tuần sau. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị.